Tại sao sống chó vậy hả luôn? Anh là chó mà tại sao sống chó dữ dữ vậy hả luôn? Em bình tĩnh đi gà, mình tĩnh lên coi gà. Vợ chồng với nhau mày làm gì mày chửi tao dữ vậy hả gà? Mình tĩnh lên đi, mình tĩnh lên. Đụng luôn sống chó. Em chửi anh được rồi, làm gì mà em mổ anh dữ vậy hả gà? Tôi đã không thích anh đi đua chó rồi mà suốt ngày anh cứ đua chó hoài là sao hả luôn? Tại anh buồn em chứ bộ. Tôi làm gì mà anh buồn? Em suốt ngày đi đá gà không à, có thể quan tâm gì anh đâu. Tôi đi đá gà để kiếm tiền. Đá xong vừa có tiền vừa có thịt gà cho ăn nữa. Anh không hiểu tôi thì thôi đi, tại sao anh còn buồn tôi nữa? Hả? Đá gà có vui sướng gì đâu mà suốt ngày xem đá gà hoài vậy hả gà? Sướng cái sao sướng? Nè bây giờ tôi đá nè, thì coi có sướng không nha? Sướng không? Đừng để em táp em nghe, anh chịu nổi em nghe, anh táp em cái coi sướng không ha? Hôm qua nằm mơ thấy con gà, tưởng sáng sớm được ăn thịt gà, ai ngờ bị gà đá. Nè tản thận trời. Anh nói nằm mơ thấy gì? Thấy gà. Anh nằm mơ thấy gà sao anh nói tôi sớm? Ủa, nằm mơ thấy gà nói em chi? Bây giờ anh cấm tôi đá gà thì bây giờ tôi làm lô đề chơi cho nó vui chứ chi? Ủa vậy thấy con gà là số mấy? Gà con gà lớn hay gà bự? Con gà vừa vừa. Con gà lớn là 68, con gà nhỏ là 28. Trời ơi cái con gà này anh đã nói là con gà vừa mà. Con gà vừa số mấy à mày biết? Khui cái gì cũng mổ á, mình tỉnh rồi. Nói chuyện với anh cũng cãi luôn hoài luôn à. Mình tỉnh đi. Anh nằm mơ thấy gà, thấy em xong cái nằm mơ thấy chó nữa. Chó bự hơn chó nhỏ. Chó vừa vừa giống anh nè. Lại vừa vừa. Vừa vừa thì 51, còn nhỏ là 11, bự bự chảy là 91. Em quen thằng nào mà em rành mấy số đề dữ vậy hả? Đó anh là cái chuyện tôi phải không? Đi đá gà không lo đá. Quen thằng nào bây giờ rành hết mấy số đề luôn nha. Em giỡn mặt với tôi phải không? Em sống hoạt tình với tôi phải không? Em lừa dối tôi phải không? Tôi đá gà, tôi chỉ tập trung vô chuyên môn là đá gà. Chứ tôi có quen biết thằng nào đâu hả? Mày có nào phù hề không? Anh quá đáng luôn nè. Tôi biết hết mấy số đề là tại vì tôi có nghiên cứu, tôi có chơi trên cái trang web tổng lô đề chấm cơm nha. Cái gì? Cái trang đó là cái trang gì? Thì cái trang đó là cái trang chuyên về ghi điểm lô đề, sổ số miền Bắc. Thì ra mày ha, mày có cái trang vui vậy mày giấu tao ha. Mày chơi kỳ ha, vợ chồng gì chơi kỳ ha. Nè nè, anh suốt ngày anh đi chơi chó, anh có thời gian cho tôi đâu mà tôi nói chuyện nhanh hả? Chó mất nết. Anh có biết là trên trang web tổng lô đề chấm cơm trở là vừa chuyên về ghi điểm lô đề, còn có tiền lợi chủ động về kín đáo nữa, mà được cái giá rẻ hơn 20% bên ngoài. Anh suốt ngày cứ đi nhậu nhẹt xong rồi đi đá chó, đi đua chó, anh cũng quan tâm gì tới tôi đâu. Tôi buồn quá, tôi lên trang web tôi chơi, về tôi giải trí chứ có gì đâu. Em biết rồi, thôi em đừng có được cái nữa là gãy.